Lời cảm ơn y bác sĩ tuyến đầu. Lời cảm ơn chiến sĩ nơi vùng dịch. Quyết đẩy lùi đại dịch Covid kia. Hóa bao ngày hòa mình vào tâm bao. Trong suốt bao tháng ngày qua, người dân Việt Nam ta vẫn đang phải đương đầu với rất nhiều những khó khăn và thách thức do sự hoành hành của đại dịch toàn cầu. Covid-19 như cơn bão lũ tàn phá cuộc sống bình yên của con người, gieo rắc những nỗi đau, những nỗi lo lắng và cả sự mất mát. Sống trong tâm bão là sống trong muôn ngàn giông tố của một cuộc chiến vô hình, mang theo những hy sinh và ghi lại những câu chuyện thật xúc động, sẽ luôn luôn động lại trong trái tim của hàng triệu con người Việt Nam ta. Chúng tôi xin được hát lên lời ca về những chiến sĩ áo trắng thầm lặng, gánh trên vai sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Các y bác sĩ tuyến đầu vẫn ngày đêm tận tâm cứu chữa bệnh. Họ phải gạt đi hạnh phúc gia đình, kìm nén nỗi đau xa lìa mất mát người thân để thực hiện nhiệm vụ. Và chúng ta sẽ không quên hình ảnh của những chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội và cả những tình nguyện viên nơi phòng tuyến áo xanh đầy nhiệt huyết. Họ đã không quản ngại gian nan, luôn sẵn sàng dầm mình trong mưa bão và quên cả bản thân trước bao nguy cơ bệnh tật gần kề. Như những bông hoa tỏa hương trong tâm bão và lan tỏa tình yêu thương để tạo nên sức mạnh cho dân tộc trên chiến trường Covid-19 ngày hôm nay. Trận chiến nào mà không có những hy sinh và cơn bão nào mà không có sự tàn phá. Có những nỗi đau khó nói thành lời và những mất mát thì không thể nào đong đếm được. Nhưng câu chuyện về những chiến sĩ anh hùng thầm lặng ấy vẫn luôn luôn vang lên trong từng lời ca và khúc nhạc. Bất chợt vào một ngày, có một loại dịch được mang tên Covid đã làm cả thế giới khóc trong cuộc ngày dài không tên. Sống trong cùng dòng lũ, những tuyến đầu chẳng ngại gian nan, để gia đình bỏ lại sau lưng, cứu nhân loại trả lại bình yên. Khoác chiếc áo trắng và xanh, nguyện gánh vác nhọc nhằn trong thầm lặng. Dẫu nước mắt còn lại rơi, nhưng vì nhân dân chung tay không gục ngã. Lời cảm ơn y bác sĩ tuyến đầu, lời cảm ơn chiến sĩ nơi vùng dịch, quyết đẩy lùi đại dịch Covid kia. Cảm ơn những trái tim thiện nguyện, thân ấm áp những bữa cơm tình thương. Vẽ lên điều kỳ diệu cho sự sống này, ôi tuyệt vời tình người trong mắt bao. Thank you.
chết vào một ngày. Có một loại dịch được mang tên Covid đã làm cả thế giới khóc trong quãng ngày dài không tên. Sống trong cùng dòng lũ, những tiếng đầu chẳng ai gian nan. Để gia đình bỏ lại sống lưng, cứu nhân loại trả lại bình yên. Khoác chiếc áo trắng và xanh, nguyện gánh vác nhọc nhằn trong tham lam. Dẫu nước mắt có lại rơi, nhưng vì nhân dân chung tay không ngừng nhá. Lời cảm ơn y bác sĩ tuyến đầu, lời cảm ơn chiến sĩ nơi vùng dịch, quyết đẩy lùi đại dịch Covid kia. Qua bao ngày hòa mình vào tấm bão. Lời cảm ơn những trái tim thiện nguyện, thật ấm áp những bữa cơm tình thương. Vẽ lên điều kỳ diệu cho sự sống này, ôi tuyệt vời tình người trong mắt bão. Dòng lũ nghiến tuyến đầu chẳng ngại gian nan, để gia đình bỏ lại sau lưng, cứu nhân loại trả lại bình yên. Khoác chiếc áo trắng và say, nguyện gánh vác nhọc nhằn trong thầm lặng. Dẫu nước mắt có chúng tay không ngừng nghe. Lời cảm ơn y bác sĩ tuyến đầu, lời cảm ơn chiến sĩ nơi vùng dịch, quyết đẩy lùi đại dịch Covid kia. Qua bao ngày hòa mình vào tấm bão. Lời cảm ơn những trái tim thiện nguyện, thật ấm áp những bữa cơm tình thương. Vẽ lên điều kỳ diệu cho sự sống này, ôi tuyệt vời tình người trong mắt bao. Lời cảm ơn y bác sĩ tuyến đầu, lời cảm ơn chiến sĩ nơi vùng dịch, quyết đẩy lùi đại dịch Covid kia. Trong mắt bao lời cảm ơn y bác sĩ tuyến đầu, lời cảm ơn chiến sĩ nơi vùng dịch, quyết đẩy lùi đại dịch Covid kia. Qua bao ngày hòa mình vào tấm chiến sĩ áo trắng xanh, biết ơn lắm tình người.
xin được hòa chung lời ca tiếng hát từ trái tim để bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người đã chia sẻ cho nhau tình yêu thương. Chiến sĩ áo trắng say.